Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dư luận lên án vụ cận vệ tháp tổng chủ tịch nước lạm dụng tình dục trong chuyến thăm Chile. Ngày 13 tháng 11, BBC tiếng Việt có bài Cận vệ chủ tịch nước Lương Cường bị tố lạm dụng tình dục, phản ứng của các bên. Theo đó, BBC cho hay dư luận Chile đã có những phản ứng mạnh mẽ sau vụ một cận vệ của chủ tịch nước Lương Cường bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong khi đoàn Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Và đây là hình bản tin trên BBC. Tuy nhiên, hiện chính phủ Việt Nam vẫn chưa chính thức lên tiếng và báo chí do đảng Cộng sản Việt Nam quản lý không đăng một tin nào về sự việc này. Tin tức về vụ sĩ quan an ninh này bị một phụ nữ Chile tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục đến nay chỉ được đăng tải trên BBC Tiếng Việt, một số báo tiếng Việt ở hải ngoại và trên mạng xã hội như Facebook. Trong khi đó, bên cạnh việc Bộ Ngoại giao Chile đã lập tức có thông cáo báo chí về vụ việc ngày 11 tháng 11. Báo chí tại quốc gia Nam Mỹ này đã đăng tải rất rầm rộ, thậm chí có đài truyền hình còn phát trực tiếp phiên xét xử của tòa án tại thủ đô Santiago. Kênh truyền hình do nhà nước Chile tài trợ là 24 Horas TVN Chile có gần 2 triệu người đăng ký trên YouTube đã phát một video dài 7 phút về vụ việc và mở phần bình luận cho người xem. BBC lưu ý rằng Chile là một nền dân chủ ổn định đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể về quyền chính trị và quyền tự do dân sự kể từ khi chính quyền dân sự được khôi phục vào năm 1990, theo báo cáo vào năm 2024 của Tổ chức Nhân quyền Freedom House của Hoa Kỳ. Và đây là hình ông Lại Đắc Tuấn. Theo BBC, quá trình xử lý cáo buộc nhằm vào một sĩ quan an ninh trong đoàn đại biểu của Chủ tịch nước Lương Cường đang ở thăm Chile, cho thấy sự độc lập của hành pháp và tư pháp trong một vụ việc được coi là nhạy cảm chính trị. Vẫn theo BBC, trong vụ lạm dụng tình dục này, người bị cáo buộc là một sĩ quan công an 59 tuổi thuộc đội cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường, người vừa có chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Viên sĩ quan Việt Nam sau khi hầu tòa ngày thứ hai ngày 11 tháng 11 đã được tại ngoại với điều kiện lập tức rời khỏi Chile, không được quay lại nước này trong vòng 2 năm và không được tiếp xúc với nạn nhân. BBC cho biết thêm, cách giải quyết nhanh gọn này được công tố viên phụ trách vụ án Rojas gọi là giải pháp thay thế, đó là một thỏa thuận với sự đồng ý của cả nạn nhân lẫn người bị cáo buộc và luật sư của họ. BBC cũng cho hay Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc. Sự im lặng này tương phản hoàn toàn với một số vụ tương tự trong quá khứ, chẳng hạn vụ việc năm 2022 khi hai nam nghệ sĩ ở Hà Nội vướng vào cáo buộc tấn công tình dục một nữ du khách 17 tuổi trong một khách sạn ở Mazoka, Tây Ban Nha. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường. Vào thời điểm đó, dù mới chỉ là cáo buộc và chỉ có một số báo tiếng Tây Ban Nha đưa tin, nhưng không nêu tên mà chỉ đề cập đến hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đã lập tức đăng tải rầm rộ và nêu đích danh họ, thậm chí có nhiều báo còn đưa tin về người thân của họ. Nhân vụ này, nhiều người đã nhắc lại vụ việc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phơi vây cá mập trên sân thượng bị phát hiện. BBC dẫn status của nhà báo Đinh Bá Truyền viết trên Facebook rằng vụ việc ở Chile đã xảy ra hơn 3 ngày. Các hãng truyền thông quốc tế có uy tín đều đã đưa tin, nhưng sao chưa thấy bất cứ một trong 6 tờ báo quốc danh Việt Nam đưa tin nhỉ? Ông truyền dẫn lời cố chủ tịch Hồ Chí Minh để bình luận. Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như vậy là một đảng tiến bộ, mạnh dạng, chắc chắn, chân chính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dư luận lên án vụ cận vệ tháp tùng chủ tịch nước lạm dụng tình dục trong chuyến thăm Chile. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sự vô trách nhiệm của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong phiên chất vấn của Quốc hội. Chính sách độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng của nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Đây là một nghịch lý đã tồn tại từ rất lâu liên quan gì đến chủ trương kiểm soát và cưỡng đoạt của chính quyền khi nhìn nhận vàng trong dân còn nhiều lắm. Và đây là hình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Truyền thông nhà nước ngày 11 tháng 11 đưa tin, tại phiên chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp đã đặt câu hỏi như sau: Nếu người dân muốn bán vàng thì bán ở đâu? Bởi khi ngân hàng không mua, các cửa hàng vàng khác cũng không dám mua. Theo đại biểu Hòa, việc bán vàng miếng của ngân hàng nhà nước để bình ổn giá vàng là chủ trương được người dân rất đồng tình, nhưng tại sao các ngân hàng chỉ bán vàng ra mà không mua vào? Điều đó đã tạo ra dư luận xấu khi người dân cho rằng bên trong các bọc nhựa đựng vàng SGC 4 số 9 chỉ là kim loại màu vàng mà không biết chất lượng ra sao. Đó là chưa kể đến việc các ngân hàng của nhà nước chỉ bán vàng tại Hà Nội và Sài Gòn, tại sao không được thực hiện trên cả nước với mục đích tạo thuận lợi cho người dân. Trước câu hỏi của đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, thống đốc ngân hàng nhà nước, Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2014, do chủ trương độc quyền sản xuất vàng miếng, nên ngân hàng nhà nước không bán vàng miếng ra thị trường. Cho nên, ngân hàng nhà nước không có chủ trương mua lại. Và theo bà Hồng, trong giai đoạn hiện nay, các ngân hàng thương mại nhà nước chủ yếu tăng cung cấp vàng ra thị trường. Và đây là hình một phiên họp tại nghị trường quốc hội. Về lý do các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng ở Hà Nội và Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngân hàng nhà nước không có quy định bắt buộc là phải bán vàng ở địa điểm nào. Vẫn theo thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trên thực tế, nhu cầu mua bán vàng chủ yếu là ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố lớn. Các tỉnh thành trong cả nước hầu như không có hiện tượng người dân giữ vàng hoặc xếp hàng mua vàng. Không đồng tình với phần trả lời của thống đốc Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng việc ngân hàng bán vàng miếng nhưng không mua lại từ người dân là vấn đề hệ trọng. Đây là điểm rất bất hợp lý. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, vàng không như ngoại tệ, việc kiểm định phẩm chất hàm lượng vàng rất phức tạp. Trong khi đó, nhiều loại vàng không thể chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Đây là một trong những khó khăn vướng mắt. Được biết, từ hồi đầu tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chỉ bán vàng miếng nhãn hiệu SGC cho 4 ngân hàng quốc danh, trong đó có công ty SGC. Trong năm đơn vị trên, chỉ có duy nhất công ty SGC thực hiện mua lại vàng miếng của công ty SGC sản xuất, còn 4 ngân hàng thương mại khác không mua vào. Trong một nền kinh tế thị trường tự do, vàng đóng vai trò như một loại tài sản bảo đảm là phương tiện đầu tư và là yếu tố quan trọng trong ổn định kinh tế. Vàng không chỉ là một kim loại quý mà còn mang lại sự an tâm và bảo vệ giá trị tài sản của người dân trong bối cảnh kinh tế biến động và lạm phát tăng quá cao như ở Việt Nam. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng trong một nền kinh tế nửa dơi nửa chuột mang tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại chủ trương chống vàng hóa nhằm ngăn chặn việc sử dụng vàng như một phương tiện thanh toán và tích trữ phổ biến trong nền kinh tế là điều trái quy luật. Những nghịch lý trong phiên quốc hội chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng về việc từ năm 2014 đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn duy trì chủ trương độc quyền sản xuất vàng miếng, cho thấy việc Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương vẫn xếp Việt Nam vào danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường là quá xứng đáng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự vô trách nhiệm của thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong phiên chất vấn của Quốc hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.